年底。Em mà thấy những gương mặt này em vừa thương mà em vừa giận. Do không biết chăm sóc da, rễ ra nông nổi này, nhìn thì thấy tệ. Dùm lại ở nhà em quen. Ngồi sát thì sát cho tập trung vào cái mụn thôi. Nhìn thấy cái mụn nó to. Tiếc không có mấy đứa học trò mình ở đây ha. Cho tụi nó coi. Em làm nghề 14 năm rồi chị.